về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Chào mừng các con đến với tiết học tiếng Việt. Các con hãy chuẩn bị đầy đủ sách học sinh, vở ghi và đặc biệt chú ý theo dõi bài học nhé. Chúng ta đã học hết chương trình học kỳ 2 của môn tiếng Việt lớp 1 rồi. Hôm nay chúng mình sẽ đến với phần ôn tập và đánh giá. Trước hết, chúng ta đến với phần ôn tập bài 1. Các con hãy đọc yêu cầu 1. Chọn tranh phù hợp với từng chủ điểm đã học và cho biết lý do em chọn. Ở đây có 10 tranh. Các con sẽ quan sát và nhớ lại các chủ điểm chúng mình đã học và lựa chọn. Tranh phù hợp với chủ điểm đó. Trước hết, chúng mình hãy nêu lại xem các chủ điểm chúng ta đã học là những chủ điểm nào. Chúng mình đã học 8 chủ điểm ở học kỳ 2. Chủ điểm 1, tôi và các bạn. Chủ điểm 2, mái ấm gia đình. Chủ điểm 3, mái trường mến yêu. Chủ điểm 4, điều em cần biết. Chủ điểm 5, bài học từ cuộc sống. Chủ điểm 6, thiên nhiên kỳ thú. Chủ điểm 7, thế giới trong mắt em. Và chủ điểm 8, đất nước và con người. Như vậy, các con đã điểm lại các chủ điểm chúng ta đã học. Bây giờ, chúng mình hãy quan sát tranh, xem tranh vẽ gì và thể hiện điều gì. Rồi chúng mình chọn tranh phù hợp với từng chủ điểm chúng mình đã học nhé. Ở tranh 1, chúng ta thấy mấy đứa trẻ đang cùng nhau chơi một trò chơi. Như vậy, tranh 1 sẽ ứng với chủ điểm nào? Các con đã nhớ được rồi phải không nhỉ? Đó chính là chủ điểm tôi và các bạn. Ở tranh 2, các con thấy điều gì? Tranh 2, một gia đình, bố đẩy xe đôi, mẹ đi theo sau dắt một em gái. Và chủ điểm này là chủ điểm, đó chính là chủ điểm mái ấm gia đình. Đến với tranh 3, chúng ta thấy quang cảnh một trường học. Và đây chắc chắn là chủ điểm mái trường mến yêu. Tranh 4, chúng ta thấy ở đây là một số biển hiệu như cấm hút thuốc, cấm lửa, cấm xả rác, cấm câu cá. Đây là các biển cấm. Và đó chính là chủ điểm điều em cần biết. Ở tranh 5, chúng ta lại thấy hình ảnh minh họa tình huống bổ câu cứu kiến. Đó chính là bài đọc đầu tiên của chủ điểm bài học từ cuộc sống. Ở tranh 6, chúng ta thấy một số loài vật như khỉ, voi, nai, chim ở một góc rừng. Và đây chính là chủ điểm thiên nhiên kỳ thú. Ở tranh 7, một bạn nhỏ nhìn lên bầu trời đầy nắng, mây xanh, có cánh diều. Và đó là chủ điểm thế giới trong mắt em. Ở tranh 8, chúng ta thấy cảnh Hồ Gươm có thác rùa. Đây chính là chủ điểm đất nước và con người. Ở tranh 9, hình ảnh cá heo bơi trên đại dương. Tranh này thể hiện chủ điểm thiên nhiên kỳ thú. Và tranh 10, chúng ta thấy hình ảnh bản đồ Việt Nam. Đây chính là chủ điểm đất nước và con người. Như vậy, các con đã nhớ lại các chủ điểm đã học và chúng mình nhớ được đặc điểm của các chủ điểm đó qua các tranh. Chúng ta đến với mục 2, giải ô chữ. Hôm nay chúng ta có 8 ô chữ, hàng ngang,
các con sẽ dựa vào các bài đã học như Bác trống trường, cuộc thi tài năng rừng xanh, du lịch biển Việt Nam, bữa cơm gia đình, tia nắng đi đâu, lời chào, đi học, nhớ ơn, để đọc thêm gợi ý, tìm ô chữ hàng ngang. Sau đó, khi chúng ta tìm được các ô chữ hàng ngang, chúng ta sẽ đọc ô chữ ở hàng dọc màu vàng. Bây giờ các con hãy cùng giải ô chữ nhé. Chúng ta đến với gợi ý của ô chữ thứ nhất. Chúng mình cùng đọc nào. Nghỉ hè trường lớp vắng teo, nhớ bạn nằm ngủ chẳng theo được về, khai trường thì lại vui ghê, mới bừng tỉnh dậy theo nghề như xưa, tiếng vang như sấm sớm trưa, nhắc khi học tập náo mưa chuyên cần là cái gì? Các con đã tìm được câu giải đố này chưa? Ở ô chữ 1, với gợi ý chúng ta tìm được ô chữ, đó chính là trống trường. Chúng ta sang ô chữ 2. Các con đọc gợi ý. Con gì đẹp nhất loài chim, đuôi xòe rực rỡ như là cánh hoa, là con gì? Chúng mình hãy giải nhé. Đó chính là con công. Và tên nào? Đó là công. Chúng mình đến với ô chữ thứ 3. Các con đọc gợi ý nào. Nơi nào bạn có thể thỏa sức bơi lội, xây lâu đài cát và không gì khác, đó chính là biển. Chúng mình cùng đọc ô chữ nào. Biển. Chúng ta đến với ô chữ thứ 4. Chúng mình đọc gợi ý. Ngày 28 tháng 6 hàng năm là ngày gì? Chắc chắn con nhớ được mốc ghi nhớ này rồi phải không nào? Và đó chính là ngày gia đình Việt Nam. Chúng ta có ô chữ gia đình Việt Nam. Các con hãy đọc lại ô chữ nhé. Như vậy các con ghi nhớ ngày 28 tháng 6 hàng năm là ngày gia đình Việt Nam. Chúng mình đến với giải ô chữ thứ 5. Chúng ta cùng đọc gợi ý. Cái gì chiếu sáng nhẹ nhàng, xuyên qua kẽ lá chẳng làm rung cây? Đó là tia nắng. Các con đọc ô chữ nào. Tia nắng. Chúng ta đến với ô chữ thứ 6. Chúng mình cùng đọc gợi ý. Ai ai cũng có, chẳng nặng là bao, bạn ơi đi đâu nhớ mang theo nhé. Và đó chính là lời chào. Chúng ta giải ô chữ thứ 6 là lời chào. Các con đọc ô chữ. Chúng mình đến với ô chữ thứ 7. Các con đọc gợi ý nhé. Lá gì xẻ ô che nắng, phân mát đường trên đồi vắng em đi? Và đó chính là cọ. Các con đọc ô chữ cọ. Chúng ta đến với ô chữ thứ 8. Ăn quả nhớ kẻ trồng. Chúng ta điền vào chữ chấm, đó là chữ cây. Và chính xác là cây rồi. Như vậy chúng ta đã giải được các ô chữ hàng ngang. Cô mời các con hãy đọc câu xuất hiện ở hàng dọc màu vàng nào. Đó chính là tôi đi học. Như vậy đây chính là tên chủ điểm mà các con đã học đầu tiên của học kỳ 2 chương trình lớp 1. Như vậy chúng mình đã hoàn thành được việc giải ô chữ. Các con đã tìm được các ô chữ hàng ngang và đọc được câu xuất hiện ở hàng dọc màu vàng. Chúng mình đến với mục 3. Nói tên các tháng trong năm, dùng từ ngữ phù hợp để hoàn thiện câu. Trước hết các con hãy quan sát ở tranh. Chúng mình thấy có các tháng, đó là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4
tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12. Như vậy, trong năm chúng ta có 12 tháng và mỗi tháng có những đặc điểm riêng. Bây giờ, các con hãy dùng từ ngữ phù hợp để hoàn thiện câu dưới tranh thể hiện cho mỗi tháng nhé. Trước hết chúng ta đến với tháng 1. Tháng 1, tôi được bố mẹ cho. Dựa vào tranh, các con hãy tìm từ ngữ phù hợp để điền vào chỗ chấm nào. Và tranh 1, chúng mình sẽ tìm được từ ngữ thích hợp, đó chính là du xuân. Cô sẽ chọn từ du xuân. Chúng ta thấy tranh vẽ cảnh công viên, có chữ hàng chữ chúc mừng năm mới, bố mẹ cho bạn nhỏ đi chơi. Các con có thể lựa chọn từ phù hợp theo ý của mình. Như vậy, tháng 1, chúng ta thấy là bạn nhỏ được bố mẹ cho đi du xuân, và cũng là mùa xuân cho nên bạn đã đang được bố mẹ cho đi chơi. Chúng ta đến với tháng 2. Tháng 2 tranh vẽ gì? Chúng ta thấy cây lá như thế nào? Các con hãy chọn từ ngữ nhé. Và với cô chọn từ đâm chồi nảy lộc. Như vậy tháng 2 thì cây lá đâm chồi nảy lộc. Chúng ta đến với tháng 3. Tháng 3 các bạn thấy con ong đang làm gì? Ong đi tìm. Và tháng 3 ấm áp, ong sẽ đi tìm. Và cô chọn từ mật. Như vậy tháng 3 ong đi tìm mật. Tháng 4 chim như thế nào? Tháng 4 chúng ta thấy tháng 4 chim hót líu lo. Cô sẽ dùng từ hót để điền vào chỗ chấm. Chúng mình đến với tháng 5 tiếp theo. Tranh tháng 5, cuối tháng tôi được. Và chắc chắn cô sẽ chọn từ nghỉ hè. Như vậy, cuối tháng 5 tôi được nghỉ hè. Chúng ta đến với tháng 6. Tháng 6 chúng ta thấy là tôi được đi. Bạn nhỏ đang ở đâu? À, cô sẽ lựa chọn từ tắm biển. Tháng 6 tôi được đi tắm biển. Tháng 7 chúng ta thấy bạn nhỏ đang cầm chiếc ô. Và câu sẽ là chiếc ô là. Cô sẽ chọn từ bạn của tôi. Như vậy nếu với tháng 7 mưa nhiều, ta sẽ sử dụng ô luôn bên cạnh mình, nên cùng gọi chiếc ô là bạn của tôi. Tháng 8, đối với cô sẽ chọn tháng 8 tôi chuẩn bị vào. Cô chọn từ năm học mới. Như vậy tháng 8 chúng mình sẽ chuẩn bị để vào năm học mới. Chúng mình đến với tháng 9. Tháng 9 bạn nhỏ nói rằng tháng 9 tôi đi, chắc chắn là học rồi. Và cô chọn từ học. Tháng 10 chúng mình thấy thời tiết tháng 10 như thế nào? Chắc chắn chúng ta đã biết thời tiết không nóng và không lạnh. Tháng 10 chúng ta thấy thời tiết không nóng và không lạnh. Tháng 11. Tháng 11 thì thời tiết lạnh rồi. Mẹ mua cho tôi chiếc. Và chúng ta chọn từ áo khoác mới. Bạn nhỏ được mẹ mua cho chiếc áo khoác mới. Tháng 12. Chúng ta thấy đôi khi tay tôi bị. Và cô chọn từ lạnh cóng. Tháng 12 rất rét. Thời tiết rét mướt cho nên tay của mình có thể bị lạnh cóng.
Như vậy, chúng ta đã chọn được các từ ngữ phù hợp để điền vào mỗi tháng. Và khi các con đã hoàn thành câu, đó cũng chính là tập điểm từng tháng trong năm. Các con hãy ghi lại nhé. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các con chăm ngoan học giỏi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong giờ học sau. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.